rồi ra nhiêu? Ra 60 lấy 63 đi. Không bao không? Lấy sâu từ đi cho chắc cái ăn quà rủi xe méo mó đó mình tôi lấy lại đó. Lấy sâu từ đi cho chắc ăn rồi mó mình tôi cho chính xác rủi xe lòi ra lòi vô rồi nghiêng nghiêng vô. Mà chỗ này hình như có một cái lỗ giống như cái lỗ ở đây nè, với lại chỗ ngoài đó nó cũng có một cái lỗ nữa, lát kêu bà chỉ cho. Cao khoảng đó mới có, đúng rồi. Phía ngoài đó có cái lỗ, phía trong này như có cái lỗ nè. Qua coi mấy dây nữa ke rồi thẳng để mốt nó gặp ấy. Đo theo cột, nó cột khi đổ phù ra phù vô á. Lấy ra hơi bị lạch rồi không? Đấy, con
năm ở còn gặp hơn nữa, gặp tầm trên cũng được. Cái này chiều tô nữa rồi nó lắng là kia chậm. Ừ, chạy nó rồi. Có nhiều chiều cái này. Có cửa máy phải không? Ừ. Chứ tính đã tính nó vậy giờ mới được. Chờ người ta không về. Cái vách này có cái lỗ hay anh Hòa nhớ con vậy ha. Vách trong này nè, rồi vách ngoài đó có luôn. Rồi. Rồi chứ lên theo ông cài riết tóc bạc luôn hả? Ồ, bạc thâu với đen gì nữa. Ồ, đen lại là yêu tinh đó chứ phải ngừ đâu. Kiếp khác, thì được, chứ tưởng đen là thành yêu tinh đó chứ phải ngừ đâu. Tao tính đen tự nhiên chứ ai tính nhộm.